Chị Sáu ơi, nhắc chú Tư á, tưới thêm nước nhiều nhiều cho mấy cây cau, tôi thấy nó có vẻ khác lắm đó. Tháng này mà nó được vậy là tốt hơn cau của người ta rồi. Chị Sáu ơi, chị Sáu, nhớ mua trái cây nhang đèn, để chiều mai tôi về bên bà nội mấy đứa đó. Đám dỗ ba kỳ này có chú Tám, em của ba bên Mỹ về. Nghe rồi, không biết lần thứ mấy rồi đó. Em sao vậy? Có sao đâu. Mặt mũi hơi kỳ đó nghe. Em à, chiều nay em về sớm, vào bệnh viện thăm con đi. Giấy tờ công ty rối rắm lắm, không có về sớm được đâu. Không biết có người mẹ nào như em không? Tánh tình ngày càng ích kỷ, khó khăn, lạnh lùng. À, mà không chừng như vậy cho nên em đã hành xử với mẹ ruột em còn tệ hơn đối với người dân nước lã. Đã nói là đừng có nhắc tới cái chuyện riêng của em. Mấy giờ rồi không biết nữa. Chết rồi. Trễ rồi đó thấy chưa. Ê, sáng nào cũng cà kê dê ngỗng, mặt bún ra sữa, mà ăn nói giống in như là ông già 90 vậy. Lúc nào cũng muốn dạy khôn người khác. Người khác nào? Em là vợ hay em là... Anh có cảm tưởng anh như cái máy vận hành. Được hay không là do em. Em nhấn on là nó chạy, nhấn stop là nó ngừng. Nói đi, anh là con rối, là nô lệ hay là cái gì của em? Anh làm cái gì vậy? Đang ăn tự nhiên xô ghế đi đâu vậy? Thì ăn xong rồi. Ngồi xuống. Anh có ăn đâu mà xong. Anh biết loại trứng và bơ làm ăn sáng cho anh là tự bên Pháp đưa về không? Anh đi được chưa? Em chưa nói hết. Còn thịt bò này nè, là loại đặc biệt, tôi dặn người ta đem tự bên Úc á. Mà anh ăn như vậy đó hả? Đi đâu đó? Lê, sáng nay em làm sao vậy? Anh là chồng em, chứ không phải là tù, là nô lệ của em biết không? Ai nói vậy hồi nào? Lúc này anh sao vậy? Cứ hở hở một chút á, là anh nổi nóng lên hả? Trời ơi, vợ ơi là vợ, chồng ơi là chồng. Vợ chồng gì mà một tháng 30 ngày gậy nhau hết 28 bữa. Hai đêm còn lại ngủ chung giường. Nhưng xây mặt vô vách tường, mạnh ai nấy ôm gối lắng nghe tiếng thằng lằn chắc lưỡi suốt đêm. Vừa phải thôi nghe. Quá bụng lắm rồi đó. Nói không đúng sao? Về với nhau vài năm, sai chồng như đứa ở. Sanh được con ẩm bồng, lên mặt dạy chồng khắc nghiệt hơn mẹ dạy con. Hết lỗi phải, chuyển sang chì chiết. Trước mặt bạn bè cũng chẳng nể nang. Lê, em đừng tưởng là anh hèn nha. Tất cả chỉ vì thương con thôi. Bằng không thì sao? Em không thể hình dung hậu quả của lời nói và cách hành xử của em đối với anh đâu. Sao? Bây giờ ngang ngược thách thức, định đổ lỗi cho anh hả? Đúng là hồi nhỏ quen bất hiếu với cha mẹ, cho nên bây giờ đây em không còn khả năng lắng nghe lời phải quấy của chồng em nữa. Còn anh? Anh đối với mẹ anh thì sao? Đạo đức giả. Em vừa nói cái gì? Em chỉ hỗn láo với mẹ em. Còn anh? Thương mẹ anh quá ha. Có hiếu với mẹ anh quá ha. Có hiếu quá cho nên thừa lúc bà già đi Thái Lan anh ở nhà. Minh, còn nói nữa ha. Ai? Ai? Vì ai mà anh phải dối gạt qua mắt mẹ anh? Bây giờ em còn cả gan nói ra. Đồ không biết điều. Đổ thừa vợ. Hèn. Làm chồng như anh chẳng thà. Chẳng thà. Em đã nhịn anh tới nước này rồi, đừng có đẩy em đến mức phải. Nhưng mà thôi, không cần. Có nói nữa với anh cũng vô ích. Em đi đâu? Lê, buổi họp quan trọng sáng nay ở công ty cần có mặt cả hai vợ chồng. Anh không muốn em quyết định một mình.
bàn bạc chậm lại một chút có phải hơn không? Cuối cùng phải rút tiền tiết kiệm ở ngân hàng để bù vào rất mệt. Chuyện đó anh nói rồi, bây giờ nhắc lại làm chi? Chưa già mà cái miệng như là quai bị vậy. Là vợ chồng dù có gì thành công hay thất bại, phước quả rủi may cùng chung chịu chung hưởng. Nhắc nhở là chuyện thường, chẳng lẽ anh sai? Đến lúc nào đó làm ăn thất bại như vậy, hai đứa mình thì dễ rồi, nhưng còn không biết phải làm sao. Em đã hứa không trao đảo sơ suất như vừa rồi, giờ lại tiếp tục cãi lời ương bương với anh. Em có chắc là không gây rủi ro khác cho công ty không? Thuộc rồi, không cần phải lặp đi lặp lại. Đợi một chút, công ty nhà mà chứ đâu có phải... Nhà là nhà, công ty là công ty. Không thể điều hành công ty giống như là sắp đặt chuyện trong nhà trong cửa. Rảnh giờ nào làm giờ nấy. Hồi đó khi ba anh mất, mẹ anh chỉ có một mình, vừa điều hành công ty, vừa lo cho tụi anh vô cùng chu đáo. Hở hở một chút là anh nhắc mẹ anh thế này, mẹ anh thế nọ. Tất nhiên rồi, em làm sao mà có thể so sánh với mẹ anh. Em chịu đựng mấy đứa nhỏ hả là muốn bệnh rồi, còn phải gánh thêm những kỷ niệm trong quá khứ của anh nữa. Hỗn lâu, dám nói động tới mẹ của anh hả? Anh nghe, hồi nãy anh nói chuyện của em với má em ấy thì sao? Đi không cho, mà ngồi lại thì nói chưa hết hai câu để gây gỗ với nhau. Như vậy thì sao sống nổi đây nên trời. Lê, Lê. Cái hôm đó nếu không phải vì lời hứa đi cứu trợ á, thì tôi đã cùng về dưới với chú rồi. Có chị đi ha, thì xôm tụ hơn nữa đó. Liệt coi à, đây là lần thứ hai trong vòng mấy mươi năm mà chú về. Đúng vậy đó chị à. Mấy mươi năm tôi mới về thăm lại nhà cũ, vườn xưa. Bà con mình đó nghe thật tốt đó. Họ giữ gìn phần mộ của gia tộc rất là kỹ lưỡng, khang trang, làm cho tôi vô cùng xúc động chị à. Có đi xa về mới thấy, mới cảm nhận được thế nào là tình làng nghĩa xóm, phải không chú? Đúng là mọi chuyện rất bình thường, nhưng lại cũng rất sâu xa, khó thốt nên lời chị. Cho nên chị luôn nhắc nhở mấy đứa nhỏ là cứ sống y như ông bà mình hồi xưa á, lá lành đùm lá rách. Còn có cái câu mới nữa nghe, lá rách đùm lá nát. Nghe nó có vẻ mỉa mai cay đắng, nhưng mà nghĩ lại là thấy đúng. Giàu nghèo gì á, hễ tốt bụng là tốt, chứ không có phải giàu mới biết bố thí, còn nghèo thì sống chết mặc ai. Chị nói vậy là sao hả chị hai? Thì chú cứ nhìn đời thì biết, không phải ai giàu sang rồi cũng có lòng thương người đâu. Cũng không phải vì nghèo khổ khó khăn mà không thể chia sẻ với người ta, hay không thể làm người tốt bụng, mà chỉ sợ e cái lòng nhân nó cứ như là cục nước đá lạnh băng. Chứ con đã muốn thì sẽ làm được thôi. Mỗi người mỗi nơi, chúng ta chung góp lại chẳng là bao, những của ít lòng nhiều. Quý ở cái chỗ là cái tình biết nghĩ tới nhau, kẻ tay chân, người ánh nhìn thân thiên, một cử chỉ đúng lúc tạo cho người ta niềm tin, đủ can đảm vượt qua cảnh khó cùng. Bận đời thường, chúng quanh ta còn bảo kẻ cửa hàng, người có tâm từ khó thanh thản vui. Hôm về dưới đó, mấy đứa nhỏ nó dẫn em đi thăm lại cây cầu khỉ bắc qua con mương. Cầu xưa mong manh, không có cái tay vịn, nhìn thấy nó tôi sợ vô cùng vậy đó. Bây giờ về nhìn lại cái cầu kia, chú thấy nó nhỏ xíu à ha. Phải rồi. Có điều những hình ảnh ngày xưa cứ lần lượt hiện về. Nhớ cái trò chơi móc đất sét, rồi nắng bàn, ghế, nồi, niêu, quấn lá dừa khô làm đuốc, chẻ tre đang rổ đang rơm, ôm một bé bắt chước làm mẹ ầu ơ ru con ngủ. Rồi còn cái trò chơi nhà chòi, bắt cặp, đóng vợ chồng son,
cả đám giành giật nhau mấy con dế gái. Giờ thì kiếm ra cây cầu khỉ cũng khó. Bà con hùng nhau xây cầu xi măng vừa đủ cho hai người dẫn chiếc xe đạp, xe gắn máy qua mặt nhau. Nhờ vậy mà kinh tế thương mại làng xã phát triển khá hơn chút á, sinh hoạt người dân cũng có nhiều cái mới. Tôi mang tâm trạng xôn xao của người ở xa về, vừa mừng thấy bà con đi lại thuận tiện, nhưng mặt khác là vẫn thấy như mất mát một cái gì thiêng liêng quý báu mà không thể tìm lại được dù ở bất cứ nơi đâu. Tôi đây nè, có cây cầu mới rồi mà vẫn cứ nhớ những tháng ngày ngồi xe chờ đợi qua Bắc Mỹ Thuận á chú. Nhìn con sông tiền, kỷ niệm cũ ngổn ngang. Nhớ cái hồi có cái gánh hát cái lương về trên chợ, nghe phát lo có tên đào kép giỏi nghe, tuồng hay nha, tranh cảnh huy hoàng á, là phải đi cho được á. Ngộ một cái á, là chiều tối làng quê vắng không mong quạnh gì đó, bỗng thoát một cái rừng rừng đuốc lá dừa khô từ trong đồng đi ra sáng rực ha. Còn ghé xuồng thì ôi thôi tấp nập ở dưới bến, chú nhớ không? Chị nhắc tôi nhớ. Hôm đó đó, gánh hát giảng tuồng trễ, chị á, sợ bị đòn, tôi với anh hai thay phiên nhau cõng chị lội tắt cái đường đồng về nhà cho mau đó, chị nhớ không? Đó. Rồi cái gần sáng đuốc hết lạc đường, rồi cái ảnh cõng chị lướt càng vô mấy cái bụi ô rô đó, tôi nó cóc kèn. Chú với anh hè nhau quăng tôi xuống sông nè, cả bọn tắm gội bắn nước văng tung tóe đùa giỡn. Đùa giỡn với cái con răng mụn mỏng hơn lưỡi liềm còn sót lại núp sau đám tre gai đầu làng á chú ha. Lúc đó tôi 19 tuổi, cái tuổi mộng mơ hay dệt những dần thơ vụng dại, thích được như người xưa đi mở nước an dân, diệt khổng phò nguy, những tích tuồng đêm đêm bà ngoại kể, các thiên anh hùng ca, những mẫu chuyện thần tiên cổ tích, chuyện công chúa cao sang chịu làm vợ của người bạn thân, sống cuộc đời gian khổ như mọi người vẫn làm lũ cơ hàng. Trong thuốc liệu tranh có trái tim vàng, cô đi theo người mình yêu mơ, chàng bán than nghèo tiền nhưng giàu tình thương. Chuyện của đương thời khó giống chuyện ngày xưa, yêu thương kính trọng nhau mà không đòi hỏi cao xa, ước mơ trân trọng những tình cảm thiêng liêng, trao gửi niềm riêng kết tình tri kỷ. Tôi nghĩ là chú có cái lý của mình, khi tìm lại cho mình những kỷ niệm tuổi thơ là nguồn thức ăn tinh thần, nuôi sống những ai bất đắc dĩ phải ra đi cắt chia ông bà tổ. Đúng như vậy đó chú à. Xa xứ lìa quê đâu phải vì vong hay phù, mà do bởi cảnh ngộ la lai khiến người đầu sống tương kẻ cuối nôn đòi. Bao nhiêu năm dài tháng vắng đổi nắng phơi sương dầu dãi bên ngoài, người ở xứ xa có nhiều đêm thức trắng trắng trở bơ thờ ác mộng. Một mình lưỡng lự
cánh chay đường xa, nghĩ nỗi sao này mà kinh. Tôi trỗi dậy âm thầm lái xe ra biển ngóng trông, khắp khoái ngọn trào lòng u hoài theo con sông. Tôi cũng từng ra ngoài, tuy không có lâu như chú, nhưng tâm trạng nhớ nhà có khác gì chú đâu chú Tám. Còn tôi cảm nhận nỗi ưu tình khiến lòng mình mênh mang, biên nhớ thân thang tha thiết vô vàng tràn đầy tâm can. Nước hòa tan thương giá tràn ngàn năm mỏi mòn, bao lâu đài chìm trong sóng hờn, xe cát biển đông cát chìm trong biển sông. Người ôm nỗi cô đơn đi trọn đời người, dòng sông quê vẫn chờ vẫn đợi, thần hưởng sóng xa khơi theo con nước lớn rồng. Tỏa bền bồng trong tim ốc, nó chen lập từng kẽ tóc chân tơ. Đêm như mơ sông in mờ biển biết, nỗi nhớ nhà thêm da diết từng cơn. Nhớ những tôi dân câu cầm đèn soi ếch, ước chi ai đó cùng mình kể. Chú làm cho tôi nhớ đến tiếng mây nổ rập ràng, nào gió lại nào đuôi tôm, hàng dừa bụi trúc xanh mướt bờ kinh, bước theo nhau về tận chân trời. Ngã ngang đông đưa cánh cò trên sông bạc, ghe xuồng họ đuổi nhau tấp nập. Chở dừa nè, chở gạo nè, chở khô nè, từ thị xã đến thôn làng. Sông chớ nặng đôi bờ, chỗ phù sa bên bồi bên lỡ, khá chi tình đời lúc nông sâu thủy điều lên. Trăng muộn trời khuya biên sầu, sương buông lặng lẽ. Trên đường về tôi ghé một quán đêm vắng lặng êm đềm, tách cà phê nóng sưởi ấm lòng đơn. Có, tôi có ra ngoài thường là những cái chuyến đi làm ăn lệ thuộc vào các công ty á. Họ mời mình thì ngày tháng lịch trình là do họ sắp đặt hết á. Rồi phần bị động về công việc nữa. Nên nói đi nhiều á, biết xứ này xứ nọ hết trơn á. Mà chẳng qua là cưỡi ngựa xem qua ngắm cảnh thôi chú Tám à. Đi đến đâu chắc chị cũng thấy sạch sẽ, sáng choang những cao ốc, tưởng đụng trời xanh phải không? Đúng vậy. Và tôi càng nhận rõ ra cái sức lực ở nơi mỗi con người nó hạn hẹp làm sao. Cái số phận riêng của mỗi người nó cô độc làm sao với chú à. Chị nó phải rồi. Cái hình ảnh rờn rợn khi qua những dãy phố đông người, chân không dễ chen, mà mắt nhìn hoài không thấy khuôn mặt ai quen để mà hàn huyên tâm sự. Đó đó chú. Tự vậy mà tôi nghĩ con người có chuyện nói với nhau là nhờ có kỷ niệm buồn vui gắn liền cùng quá khứ. Chân cơm hẩm chia đôi, giọt nước cuối cùng kề mối qua cơn khát. Kẻ chinh đúng mười trâu không quên người cắt cò. Nắng đôi đồng khổ nắm gạo chia nhau gian khó qua ngày. Muối mặn gừng cay chở tình ái trên tầng thừa ruộng cay.
tàu vừa sống dài bốn phút, chia sẻ tâm tình hạnh phúc lẫn khổ đau. Ngọn gió đưa cành trúc lao sao, ai xa quê không gian bào ru thắt, ra đứng ngõ sao cố ngăn dòng nước mắt quê mẹ. Chà, nói cái giọng này mà mấy năm ở bển chắc là chú... Chị còn phải hỏi nữa. Nhớ nhà đến đổi mà biến ngủ quên ăn. Tôi chỉ trong có cái dịp chạy thẳng về thôi à. Thoát cái vậy mà mấy mươi năm đời người rồi. À, chị à, cái công chuyện của mấy đứa nó ở bên này đã ra làm sao rồi hả chị? Toàn là công tử với tiểu thơ làm kinh tế thôi, cho nên tôi lo. Nhà cửa cơ ngơi do mẹ giao cho, nhưng mà tụi nó chưa có kinh nghiệm thương trường. Hôm mà chị gọi điện qua bên Mỹ đó, nghe chuyện nhà tôi thật ái ngại. Có chương trình làm ăn với công ty bên ngoài. Thằng Toàn thằng Phát sao không gọi cho tôi? Tôi nói mà tụi nó còn thờ ơ. Chính chú mới có điều kiện tranh thủ sự giúp đỡ của một số tập đoàn tài chánh ở trên thế giới. Tôi hiểu ý chị muốn giúp cho tụi nó hiểu thêm các nền văn hóa khác, nắm rõ cung cách làm ăn của từng nhóm lớn nhỏ ở các nước trong cũng như ngoài khu vực. Điều này là chính xác. Để đến khi đôi bên chính thức vào bàn viết, mình hoàn toàn tự tin trong các thảo luận song phương. Đến lúc ký kết làm ăn, ta bình đẳng rạch rồi với họ, khỏi cãi giả lối thôi, kẻ nói ngược người tin xui. Tôi nhắc mấy đứa nhỏ là nếu muốn làm ăn với người nước ngoài, mình cần phải có người thân. Như cái công ty của chú đây á, buổi hình thành rất cực nhọc gian nan, đến ngày nay mới có uy tín lẫn sự thành đạt. Chưa chắc mấy đứa nó chịu nghe đâu. À, nhưng mà bao giờ chú cháu tôi gặp nhau đây hả chị hai? Mấy đứa nó về tới ngay. Chú Tám, vì các cháu chú phải chịu cực, ráp những đầu mối, dạy tụi nhỏ làm việc cực lực. Khó lắm nghe chị hai, tụi nhỏ nó không nghĩ giống mình đâu. Sức trẻ mà, lúc nào cũng muốn xông tới. Người lớn phải rất thận trọng khi cho lời khuyên. Bằng không đó là tụi nó thành kiến cho rằng là người lớn lạc hậu mà còn ham nói nhiều nữa. Từ nhỏ anh hai chú cưng đứa nào đứa nấy như trứng mỏng vậy. Lớn lên nó chưa có từng cầm cái chổi quét nhà. Hễ nói động tới tụi nó một chút là anh bỏ nhà đi không ăn cơm. Anh hai hả? Anh độc tài số 1 đó chị. Khắt khe với vợ bao nhiêu thì cưng con bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi cắt cớ tôi hỏi ảnh á, không có vợ lấy đâu ra mấy đứa nhỏ cho anh đội trên đầu. Rồi anh nói làm sao? Ảnh hả? Nín thinh, chứ có nói được gì đâu. Cứ nói trúng tim đen là ổng im lặng cười trừ. Có khi giả bộ lãng sang chuyện khác nữa. Mà hình như đa số đàn ông đều giống như ảnh vậy, có phải không chú? Tất cả tình thương đều dành cho con. Năm nay đám giỗ anh hai tôi được về đây, chú với cả nhà cùng ăn cơm chiều. Có cái nồi tôm kho tàu đã đợi chú trong kia. Tôi dặn con chín nó kho làm sao mà cho cái con tôm đỏ chạch đó, còn nước gạch tôm thì đặt quánh lại chú mới chịu. Nhớ không? mai tôi quên rồi. Chín ơi, Chín, bây có đem cơm qua bển cho thằng Quang với thằng Thảo chưa? Dạ, con lo sẵn hết rồi. Con đi liền thưa bà. Đi đi con. Ủa, mấy cái chuyện này chị còn phải lo nữa sao? Thằng Thịnh với con Lê giận nhau, thương cháu nội thì phải lo thôi. Chưa thấy ai như chị. Làm dâu từ thời ông nội, rồi đến thời cha, thời con, rồi bây giờ còn thêm sực tới đời cháu nữa. Đàn bà Việt Nam mình vậy á chú. Cực thì có cực,
Nhưng mà vui là vì thấy mình còn có ích cho mọi người. Chú nằm nghỉ một chút đi cho khỏe, chừng mấy đứa nhỏ về tôi kêu. À, thằng Toàn đây phải không? Chà, bảnh thiệt nha, khó mà nhận ra được nếu mà gặp nhau ngoài đường. Còn thằng Thịnh với vợ con, không có chị Hai ở đây, chú Tám không làm sao mà nhận ra nổi mấy đứa hết trơn á. Còn thằng Phát à... Dạ, thằng Phát nó về liền á thưa chú. Dạ, đúng ra chúng con đi làm về, chạy qua má liền, nhưng... Dạ, hôm nay là ngày giỗ của ba, nhưng mà con có việc, sợ về trễ, nên hồi sáng con có cho chú tài xế đem trái cây nhang đèn qua trước á. Tất cả gì chính sắp lên bàn thờ rồi. Chút nữa tới giờ cả nhà sẽ cùng nhau thắp nhang cho ba tụi con. Chú Tám mấy đứa ở bên Mỹ về. À, nhưng mà cái người hợp tác với vợ chồng con sao chưa tới? Dạ, anh ấy xin phép tới trễ vì có việc riêng. Có điều sẵn hôm nay cả nhà gặp nhau. Trước khi đi vào vấn đề chính, con nghĩ là má cần phải giải quyết nội bộ gia đình mình. Mấy anh em có chuyện gì hả? Sao chú hỏi như vậy? Dạ đúng vậy đó chú à. Mấy năm về trước, má con quyết định thành lập công ty duy nhất của gia đình, lấy tên anh Thịnh và chị Hai Lê. Công ty Lê Thịnh? À, chú có nghe. Rồi sao? Nhưng mà anh chỉ lúc nào cũng ghìm con với thằng Phát. Chú nói gì kỳ vậy? Thì má đã giúp mấy người tách ra lập công ty giải khát Toàn Phát rồi. Anh Thịnh với chị, nhất là chị Lê, đối với em út vô cùng ích kỷ nhỏ mọn, chỉ không cần biết tới ai ngoài quyền lợi. Coi đồng tiền với bánh xe, má buồn lắm. Trời ơi, chú điên rồi hay sao mà ăn nói gì kỳ cục vậy? Đã đi ra làm ăn á, mở đó nói chuyện gia đình, chuyện tình nghĩa. Xin lỗi chú ạ, thương trường á là thương trường, chứ có phải chùa hay là nhà thờ đâu. Dạ thưa má, thưa chú Tám, con xin lỗi, con tới trễ vì... Thôi đi, tới trễ thì biết trễ rồi, cần chi phải xin lỗi, khách sáo quá. Lê, em út trong nhà, con không có... Con có nói gì đâu, lúc nào má cũng binh chú Toàn, chú Phát hết á. Vợ Thịnh, bây giờ mới nói cái gì à? Lê, trước mặt má với chú Tám, em nói với má như vậy là không được. Toàn Phát có làm gì để thủng thẳng anh rầy tụi nó, còn em là dâu. Dâu thì sao? Không phải là người à? Không được nói, không được góp ý. Cho dù là những lời nói ngang ngược trịch thượng, những việc làm trái tai gai mắt của mấy người em chồng trời đánh à. Thịnh, sao con lại để cho vợ con nó? Khỏi cần ai nói gì hết á, để tôi đi khuất mắt cho mọi người vừa lòng. Em không được quyền làm như vậy. Lê, trời đất ơi, tụi bay không có nhịn nhau được một chút sao? Má, con... Má, con xin má, gà nhà bôi mặt đá nhau coi chừng làm mồi cho diều hâu lúc nào mà không biết nó nghe. Còn Phát, chú không để ý hay là bắt lỗi bắt phải như những ông già cổ lỗ sĩ mà đang quan sát đánh giá từng người, cân nhắc về khả năng kinh doanh của các người trẻ trong gia tộc này. Chú Tám đừng lo, nếu bị cạnh tranh không lành mạnh thì mình chơi sát gián chứ có ngán thằng Tây nào. Đúng vậy, cho dù là anh em ruột một nhà cũng chẳng có lý do nào phải nhân nhượng với nhau. Chuyện kinh doanh sai một ly là đi một dặm, đã làm ăn phải nắm quy luật của thương trường. Các con mới đi chưa được nửa phần đường đời, thái độ của chị Hai vừa sất sược vừa khó coi. Hôm nay là ngày đám giỗ, đem chuyện của tôi ra xăm xỉa để làm gì? Làm em mà hỗn hào vô lễ. Trước khi mà trách tôi đó, chú hãy nhìn lại mình đi. Hạng người như chị hả? Chỉ có biết đồng tiền trên hết, sống vô tình vô nghĩa, thế nào cũng bị trời trả báo cho chị coi. Phát, má kìa, còn chú Tám nữa đó. Anh Thịnh, anh làm chồng mà không dạy được vợ thì hèn quá. Em mà như anh hả, em tự tử chết cho rồi. Toàn, mày làm em mà mày ăn nói với anh mà như vậy hả? Hơn như vậy nữa kìa. Nếu như anh... Thôi, Toàn, Thịnh, mày vô lý quá hả? Kìa, chị Hai. Má. Khỏi cần ai thương tôi.
Nghiệp dày, chướng nặng, trả chưa xong mà làm sao tôi chết được. Tôi quen rồi, chú Tám mà. Chỉ có chú là người ở xa về. Chú đừng có buồn. Chị hai à, tôi từ giả quê nhà ra đi, khi tộc Hải còn xanh cho đến nay mai đầu đêm bạc, mới có dịp trở về thăm quê cha đất mẹ của mình. Nghĩa tình chất cao như núi, có đâu nỡ trách hay buồn. Mấy mươi năm cách xa cội nguồn, gặp người xưa luôn ngắm người. Bao đắng cay ngọt bùi, bước phong trần chưa nguôi. Bởi các con chưa từng đau tôi, cũng không đừng hài quý mặt lộn trông. Mấy đứa lớn khôn hết rồi, đã đến lúc phải cân nhắc suy nghĩ sống sao cho mẹ an lòng. Anh em phải thương yêu, nhường nhịn giúp đỡ nhau, đó cũng là thể hiện cái hiếu. Đứng bên ngoài nhìn vô, ai cũng tưởng đây là một gia đình được nhiều phước báo. Cha mất sớm, mẹ ở vậy chịu khó chịu thương, không nề hà nắng mưa dầu dài, nuôi ba đứa con trai đỗ đạt nên người. Giấu kín giọt nước mắt giang trân cho các con trọn vẹn nụ cười, làm cha làm chồng trống treo ngoài chợ, lặn lội thân cò để đồng vắng giữa chợ đông. Trong giới kinh doanh tôi có chút đỉnh thành công, sáng ngày bao nhiêu tôi chia đều cho mỗi đứa. Chúng không biết thương nhau cùng tỷ hiềm chia rẽ, người làm mẹ nhưng tôi sao khỏi xót xa cái đắng phần. Chú cháu mình xa nhau lúc mấy đứa còn quá nhỏ, gặp lại nhau khó tránh khỏi ngỡ ngàng. Tuy vậy, nếu mà các cháu có thời gian, hãy cứ nhìn ra năm châu bốn biển, để cái thế của mình bớt hạn hẹp. Con người ta lớn lên học hành, tìm hiểu dốc sức làm ăn, đâu tránh cật lực để dành nhau quyết định chung danh dòng bạc tiền. Nhưng rồi hỏi thử mấy ai tránh được ưu phiền. Chú nói đúng, bởi có kẻ coi đồng tiền là lý tưởng, đem đồng tiền mua lẽ phải, đổi tình thấm. Các cháu thử cố gắng ôn lại kỷ niệm xưa, thuở nắng mưa áo học trò thơ ngây trong quá khứ. Đen trăng tình đời mỗi thứ mẹ chú toàn bảo bọc cho con, mặc sức khỏe áo mòn ngổ ngang, thấy sự mẹ vì con gồng gánh một mình. Chăm chút cho nhau cho nên xem nhẹ, đừng để mẹ buồn lo tim phập phồng vì con trẻ. Cùng quyết thông thịt xương mẹ nâng niu tạo dựng, đâu phải khách lạ qua đường mà vuốt mặt quay lưng. Chú Tám tha lỗi cho mấy đứa nó. Thôi, tới thắp nhang cho ba tụi con đi, rồi cả nhà ra ngoài sân. Tôi có dặn chính rồi,
mình ăn cơm ngoài cho mát chút. Chào ông. Ông đây là Anthony Nguyễn, giám đốc công ty Xuyên Lục Địa, một đối tác liên doanh sản xuất nước giải khát với công ty Lê Thịnh của con chúng tôi. Dạ thưa má, liên doanh Lê Thịnh và Xuyên Lục Địa mà anh A Nguyễn là đại diện duy nhất ở đây đang có kế hoạch phát triển lớn. Chúng con sẽ chiếm lĩnh phần thị trường giải khát trong nước. Anh Thịnh và chị Lê đây có nói ông Tám đây có nhiều cơ sở làm ăn bên Mỹ. Kỳ này về Việt Nam á, ông có tính đầu tư gì không? Thật ra tôi về lần này cốt ý thăm gia đình, còn nói đến làm ăn thì chưa dám. Chú nói vậy làm sao vợ chồng con tin được? Tôi thì cũng nghĩ như anh Thịnh, người có kinh nghiệm thương trường như ông đây dễ gì chịu ngồi im trong thời buổi này. Chắc bà đây có nhờ ông chủ động tìm hiểu những thông tin, sự việc, nắm rõ một số vấn đề then chốt trong các hợp đồng trao đổi giữa chúng tôi và công ty giải khát Lê Thịnh. Ông muốn nói đến hệ thống dây chuyền sản xuất nước giải khát gần 3 triệu đô mà bên phía ông sắp sửa nhập về và cho liên danh của ông và công ty Lê Thịnh à? Không đúng sao, thưa ông? Tôi không dám nghĩ mình có thể nắm bắt tất cả, đặc biệt là những thông số kỹ thuật của loại máy móc mà mấy ông đưa về cho liên danh. Nhưng thông thường dàn máy phải được kiểm tra cẩn thận, chuẩn xác từ bên kia trước khi cho xuống tàu. Hoan nghênh chủ Tám. Vài triệu đô cho máy mới, sản xuất dây chuyền xuất hiện ở Việt Nam bình thường thôi, nhưng hệ thống vận hành đang vẫn còn xa lạ với trong nước. Loại như thế này thường được điều khiển bởi những chuyên gia đẳng cấp cao với kỹ thuật hiện đại. Tiếp theo đó là nhà máy phải đầm những khoản tiền rất đổi lớn lao, sao cho các cổ máy có thể chạy xuống. Mặc kệ lỗ lạ, nhà máy phải đóng cửa luôn. Những liên doanh dỏm mà thường nhập máy cũ sắp bị thải ra từ các nhà máy công nghiệp phương Tây, hoặc họ lập công ty con ở một số quốc gia, và rồi công ty mẹ ở đâu đó sẽ đứng ra nhập thiết bị bán thành phẩm của nhà máy đi khắp nơi, chủ yếu là trốn thuế xuất địa phương. Ông và ông Toàn rất cần về chuyên môn, cả phương diện tích cực cũng như tiêu cực của các bên liên doanh. Học lốm thôi mà, nghe thiên hạ nói sao mình cố gắng nhớ để rút kinh nghiệm chút đỉnh đi bán đi buôn thời tinh học vậy mà. Ý của tôi đó là cần nắm rõ các yếu tố nội cũng như ngoại tại, sao để cho hai bên khi mà bắt tay liên danh rồi đó đạt được thành công. Chưa hết đâu, mới đây đã có một xì căng đa nổ ra từ giới doanh nghiệp trong nước. Con muốn nói tới cái chuyện... Dạ, đúng vậy đó má. Chuyện đó đúng là một trái bom trong giới kinh doanh lớn. Vợ của tay tổng giám đốc trong nước lại phải lòng phó tổng của bên liên danh nước ngoài. Những dự tính, những sắp xếp của ông chồng tại kỳ năm hết, cuối cùng thì ly dị, con cái tứ tán, công ty phá sản. Tôi biết chú muốn ám chỉ điều gì rồi, nhưng mà chú nên nhớ, chuyện đó không phải lúc nào cũng dễ xảy ra. Hơn nữa, nhìn từ góc độ riêng tư, nó chẳng ăn nhập gì tới cuộc chuyện trò hôm nay. Chị Lê nói đúng, tôi cũng thấy là ông bạn Phát đây đã đi lạc rồi. Chuyện Phát vừa kể cũng là một trong những việc mà chúng ta cần lưu ý. Bởi nói gì thì nói, cuối cùng thì vẫn là vấn đề con người. Có con người tài năng và đạo đức thì công việc khó khăn mấy rồi cũng êm xuôi. Bằng không á... Thưa bác, thưa các vị, hôm nay tôi tới thăm gia đình. Tôi còn có cái hẹn, cho phép tôi tạm biệt. Dạ, xin chào bà Diệu Lộc. Hôm nào có dịp tôi xin phép trở lại thăm bà. Chào ông Nguyễn. Ông Nguyễn à, như vậy là... Những gì chúng ta là thỏa thuận về nguyên tắc, theo tôi cứ thế mà tiến hành. Chào. Xin chào. Chị hai, vậy là chị và anh Thịnh nhất quyết chơi tụi này phải không? Chú nói cái gì lạ vậy? Đã có công ty riêng thì mạnh ai nấy làm chứ. Làm sao được mà làm? Chị liên danh cái kiểu này rõ ràng muốn tiêu diệt các công ty giải khát trong nước rồi còn gì. Chú nói chuyện nghe buồn cười quá. Làm ăn lớn mà xử sự y như là con nít vậy đó. Thằng Phát nói rất đúng, ít vốn thì dĩ nhiên không thể theo đuổi chiến lược lâu dài.
thiếu nguồn đầu tư kỹ thuật hiện đại mà còn bị chơi xỏ nữa thì làm sao mà làm? Nói vậy chẳng lẽ bắt chúng tôi phải dậm chân tại chỗ chờ đợi mấy người chắc? Lê à, con với thằng Thịnh là anh chị mà nói vậy thì sao phải? Má à, đi ra làm ăn mà má biểu cước phải nể nang à, hành xử như là cắt cái bánh ở trong nhà rồi phân ra mấy phần đều nhau hết, cuối cùng chết cả chùm mà thôi. Dạ vợ con nói phải đó má ơi, theo con mạnh ai nấy liệu lấy thương đi, mấy đứa phải cố gắng tìm cho ra, phát triển công ty cần đối tác nước ngoài. Con nói như vậy á vừa đúng vừa sai, con một nhà phải chia dài sơ khôn, không thể sống chết mặc bay bỏ túi tiền thầy. Chú nghe qua đó vô cùng nhận. Công ty trong nước không ai chịu liên kết với ai, như vậy thì chết ráng chịu đổ thừa ai. Chú ở bên ngoài theo dõi chuyện kinh doanh, xã hội công nghiệp phát triển rất là nhanh, so với mình khác biệt vô cùng, thực chất các công ty phức tạp lắm chú ơi. Tôi đồng ý là phức tạp, nhưng nó vẫn có một quy luật chung, đó là hiểu biết, nhạy cảm nắm bắt thực tế. Người điều hành công ty giỏi giang đã đành rồi, mà còn phải có cái tâm. Thiếu những yếu tố vừa nói đó, thế giới càng phát triển con người lại càng cô đơn, môi trường xã hội sẽ bị mất quân bình, con người càng què quặt thui chột trong nhận thức mà thôi cô ạ. À, Thịnh, dẫn vợ con về đi. Má, má nói như vậy là má đang phiền giận tụi con, không muốn cho tụi con tham dự chuyện gia đình. Anh nghe lời má đi. Im đi, mày không có quyền ra lệnh cho tao. Tao từng tuổi này chẳng lẽ còn phải đợi mày dạy hả? Vợ anh nói chuyện không biết điều, má không muốn nghe nữa. Biểu anh đưa bà về thì anh cứ đưa đi, hôm nào trở lại xin lỗi má, như vậy có phải hơn không? Tôi không nghĩ như chú, tôi không có lỗi. Sao má lại đuổi tôi? Mấy đứa bày thiệt á. Kìa chị hai, chị hai. Đi, đi hết đi chị hai. Phải tìm một lối thoát khẩn cấp cho công ty thôi Phát à. Nè, đồng Malaysia hôm nay sụt giá 30% so với đồng đô la Mỹ, đồng bạc Thái Lan 40%, còn đồng won của Hàn Quốc khoảng 50%. Hiện nay các công ty nước ngoài đổ vào đây như đi chợ, họ đi dạo tìm cái nào có lợi thì mua bán sang tay, kiểu ăn xổi như vậy, dính vô thì chỉ có nước phơi áo thôi. Hơn nữa, chiếm thị phần giải khác như thằng xuyên lục địa của Anthony Nguyễn, nguy hiểm lắm, không phải chơi đâu. Hắn mới chỉ liên doanh, nếu như ông bộ kế hoạch đầu tư mà cho 100% vốn nước ngoài thì đám kinh doanh trong nước chỉ còn nước khóc tiếng Congo thôi. Anh chờ Robert Hân hả? Hân là một Việt kiều có hạn trong làng cung cấp hương liệu để sản xuất nước giải khát. Bọn mình á thì nằm trong cái thế cần đến anh ta, nhưng thông tin về tay này hơi khó hiểu. Dạ thưa ông giám đốc, vị khách nước ngoài đã tới. Được, tôi sẽ ra ngay. Chào Robert Hân. Xin chào, anh đây là anh Phát. Ông biết tôi à? Dĩ nhiên, anh là em của anh Toàn, phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty Toàn Phát. Anh làm tôi ngạc nhiên, lợi hại nha. Thôi, ta vào ngay công việc nhé. Đồng ý, nhưng mà phải uống nước cái đã chứ. Công ty chúng tôi đã trao danh sách, tên tuổi, nguồn cung cấp cũng như các số liệu quan trọng về lô hàng cho các anh cách đây một tuần. Dĩ nhiên, và bên phía chúng tôi cũng đã có họp bàn. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi chỉ làm vệ tinh cho một số hãng hóa chất nhỏ ở các nước chung quanh đây thôi. Nhưng lợi nhuận và doanh thu theo như bản thống kê chúng tôi nhận được trước thì vậy, nhưng gần đây chúng tôi gặp ít khó khăn trong thị trường Đông Nam Á mới đây. Vậy để tăng sức tiêu thụ, ông có chấp nhận khuyến mãi không? Ví dụ như giảm giá hàng, chúng ta sẽ lấy lời trên tổng doanh thu. Xin lỗi, khoảng 30% theo tôi là lý tưởng. Các ông đều là những chuyên gia máy tính phải không?
30%. Thôi được, coi như một mở đầu tốt đẹp. Hoàn toàn tốt đẹp. Tôi sẽ cho sở ngay một bản hợp đồng chi tiết. Bác, lấy rượu, anh sẽ trở ra ngay. Thật ra, vào những thời điểm kinh tế thế giới nóng bỏng, các tập đoàn cá mập đua nhau công bố phá sản. Công ty nào giữ cho mình khỏi lỗ đã là number one rồi, đúng không? Và lại, những lúc tranh tối tranh sáng, sự cạnh tranh không lành mạnh càng xuất hiện nhiều dưới mọi hình thức. Trong đó có cả công ty Lê Thịnh trong gia đình các ông. Sao? Ông có cả thông tin những chuyện hậu trường của chúng tôi nữa. Thương trường mà. Có tiền trường thì đương nhiên phải có hậu trường chứ, đúng không? Ở đâu cũng vậy thôi. Đơn giản là do bà chị dâu của chúng tôi, anh tôi nhu nhược, nên chị này nắm toàn bộ phương thức kinh doanh của công ty. Bà chị dâu này muốn công ty của chúng tôi phải bị phá sản thì bà mới hài lòng. Tôi hiểu. Tiền bạc đối với người này chỉ là phương tiện thôi, nhưng với người khác là lý tưởng. Đồng tiền biến hai kẻ đang thù bắt tay thỏa hiệp trong nháy mắt. Tiền còn có khả năng biến qua nhiều chiêu thức, đang thân bỗng thành thù giết nhau không hối tiếc. Trong đó có ông, có tôi và có cả mọi người. Giấc mơ tan lỡ khóc lên cười, ông có tin như vậy hay không? Thoát sự chi phối của đồng tiền, tự hỏi có mấy ai. Quả là thánh, nhưng cuộc đời này phân biệt thánh phàm có phải dễ đâu. Chúng ta đang đứng trên trái đất có vòng quay 2200 cây số giờ. Tôi không có ảo tưởng về con người, nhưng chừng mực nào đó, thiếu sự tin tưởng thì không thể làm ăn lâu dài, đúng không? Tất nhiên. Đây, đây là bản ghi nhớ và đây là bản hợp đồng bước 1. Em trai ông là một người đặc biệt. Thôi, xin chào. Em nói gì mà ông cho là em đặc biệt vậy? Anh giả vờ hay là không hiểu thật? Đặc biệt tức là không giống ai đó. Tôi nghĩ tình trạng của cháu như vậy, anh và chị Lê nên quyết định ngay đi. Chúng ta đưa cháu sang bệnh viện ở Singapore, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, chuyên gia cao cấp. Tôi nghĩ phải đợi ý kiến các bác sĩ sau cuộc hội chẩn. Đầu tiên là sao vậy? Nó đang ở trong trường, bọn ở lớp khác kéo tới cãi vã xô xát. Con tôi bị đánh lầm, bất ngờ không có gượng được, cháu trượt chân ngã, đập đầu trên nền gạch. Anh Thịnh, chị Lê à? Dạ. Tôi đến đây vì còn một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Đề nghị chúng ta rút nhanh phương án kinh doanh. Anh nói vậy có nghĩa là để sớm cải thiện tình hình của công ty. Không, chúng tôi không đồng ý. Anh Nguyễn nói đúng đó, anh đừng có cãi làm chi. Kinh doanh là kinh doanh, hiện giờ chỉ có chuyện này là quan trọng, không có chuyện đa cảm ở đây. Anh giao cho chị Lê quyết định, theo tôi đó là ý kiến thông minh nhất. Vợ anh là một phụ nữ tuyệt vời, vừa chu toàn mọi việc trong gia đình. Nếu quá quan trọng thì tôi ra ngoài, hai người chịu trách nhiệm tài chính của công ty. Lê. Dạ. Anh ra ngoài. Dạ. Chị Lê này, người của tôi đã có đầy đủ chi tiết về cuộc thương thảo giữa một nhà cung cấp hương liệu có tên là Robert Hân và Toàn Phát. Hả? Chừng nào bọn chúng bắt đầu? Lê đừng nóng. Trời ơi, tôi muốn biết rõ bằng phương án nào Toàn Phát nó sẽ đánh bại chúng ta thôi. Dĩ nhiên, nhưng Lê không nên cho ai biết sớm, kể cả anh Thịnh.
kể cả nhà tôi. Đúng. À đúng đúng. Anh ấy sẽ xúc động bởi vì tình anh em ruột thịt, cuối cùng làm cho chúng ta vỡ kế hoạch thôi. 1/10, chúng cố tình đẩy Liên Doanh chúng ta vào sát tường. Cho dù anh nói như vậy thì đã sao, chuyện ai nấy liệu. Dù Toàn và Phát là em chồng, nhưng mà anh thấy rồi đó, như hôm kia tôi không được xem như là chị dâu. Tôi không là cái gì trước mắt họ ngoài sự miệt thị và coi thường. Thật ra họ còn muốn cho anh Thịnh bỏ phức tôi đi cho rồi. Lệ đánh giá từng sự việc chung quanh, vừa nhạy cảm vừa chính xác thông minh, nhưng tôi vẫn áy náy phân vân. Nếu chúng ta hành động đơn phương, đánh gục Toàn Phát như trong kế hoạch, bác gái làm sao tránh được nỗi buồn. Được rồi được rồi, chuyện đó đó hãy để cho tôi lo. Lê. Dạ. Không phải Lê phát ngôn hệt như một đồ đệ trung thành của Adam Smith. Tưởng rằng cứ học xong cái khóa danh thương cấp tốc á, là cứ sổ cái ông Smith nào đó ra đó. Ông ta là ai? Nhà kinh tế học cổ điển, tác giả của thuyết bàn tay vàng. Thuyết này cho rằng thị trường sẽ điều tiết tất cả, cạnh tranh thoải mái, mạnh thì tồn tại mà yếu thì phải chịu phá sản. Giống như là quan điểm của chúng ta, time is money, thời gian là tiền bạc. Lê hiểu ý của tôi một cách sâu sắc hơn cả người bày ra ý đó. Anh khéo lắm, coi chừng tôi xúc động bất ngờ đó. Mong lắm thầy. Thôi chúng ta trở lại công việc đi ha. Bây giờ mình phải tìm cách chặn đường cung cấp của Robert Hân cho công ty Toàn Phát. Anh nghĩ sao? Nếu mà Toàn Phát mà bán phá giá thì ta có thể... Phá giá theo. Lê chắc không quên món nợ của Lê Thịnh với công ty Xuyên Lục Địa. Tất nhiên. Nhưng mà anh đã nói là khi nào mọi việc trở lại bình thường thì chúng ta sẽ tính toán lại mà. Tôi sẽ cấn món nợ đó vào khoản kinh phí của Xuyên Lục Địa trong phi vụ kinh doanh để chịu lỗ này. Lê Thịnh phải bỏ ra theo tỷ lệ gấp vốn ban đầu. Lê trao đổi với anh Thịnh xem ý kiến anh ấy. Trong trường hợp sự tính toán của chúng ta thiếu chính xác thì Liên Doanh phá sản. Hả? Lê sợ. Đùa thôi. Vậy mà người đẹp tái mặt đó nha. Lê, em có thấy tính tình quá quắt của em chưa? Anh đi đi, em muốn ngồi đây một mình. Muốn anh đi hả? Cũng được, nhưng anh nói lật chót. Anh không cho phép em đơn phương quyết định sai lầm, hại chết Toàn và Phát, chà đạp lên tình thương quyến thuộc gia đình. Con người anh hèn quá à, không có chút lập trường nào hết á. Có thần kinh không? Thằng Quang bệnh, chứ đâu phải anh. Lê, em đang nói chuyện với ai đó? Là chồng, là bạn, hay là nô lệ đầy tớ của em? Đó là anh tự nói anh, chứ không phải em nói à nha. Anh đề nghị em giữ cho mình thái độ đúng mực của một người vợ có tư cách. Em không được quyền cư xử thiếu tư cách. Hồi nãy trước mặt má em... Rõ ràng là anh cố tình làm khó, cố tình kiếm chuyện để gây sự với em. Trong khi ai cũng thấy là chính em xem thường anh. Đêm qua em đi đâu mà 11 giờ chưa về? Điện thoại di động thì cũng khóa máy. Trời đất ơi, cái gì nữa đây? Ghen hả? Ghen. Em đừng quên, em là gái đã có chồng, có hai mặt con. Em tưởng em có quyền đi đâu, về đâu, không cần cho ai biết à? Nói vậy là anh cho rằng lấy chồng có nghĩa là mọi chuyện chấm dứt đối với đời con gái à? Anh lầm rồi, lầm rồi. Nó chỉ chấm dứt cái thời con gái, nhưng lại là thời khắc bắt đầu của một thế giới đầy hy vọng, khát khao lẫn hồi hộp trong chờ.
hạnh phúc khổ đau ngọt ngào cay đắng ấy xa xôi gần gũi bất ngờ. Xáo trộn hờn ghen tuổi buồn thương giận đến đi từng hồi sao đóng triền miên. Dấu hiệu ngại nghi dối hờn không tên gọi khi chưa về với chồng không thể hình dung. Đàn bà rồi ngoài những đòi hỏi nguyên sơ còn có những liều lĩnh dài khờ hơn thời con gái. Lê, em nói cái gì mà nghe lạ lùng quá vậy? Đa số đàn ông á thường mang cái tâm lý là cưới vợ đem về nhà là xong, là hết chuyện, không cần quan tâm tới. Đang nói chuyện này tự nhiên xen vô cái khác, vừa khó hiểu vừa lắng nhách. Em muốn anh bình tĩnh, đừng áp đặt, đừng chủ quan, cho rằng đã hiểu hết những quẩn khúc không tên trong tâm tư tình cảm người đầu ấp tay gối của mình. Trong em khi về với anh làm vợ trong gia đình, nhưng rồi những công việc cứ tất bật trôi đi phía bên ngoài cùng với nhiệm vụ phải tính toán với gia tộc họ hàng con cái. Chúng ta đã mỏi mệt cấu gắt hàng ngày, không còn thời giờ để phân tích đúng sai. Từng bước đổi thay trong đời sống vợ chồng đôi lúc dần chung đường mà lòng cách biệt xa xôi. Hồi con gái thì dễ thương biết bao nhiêu, nhưng khi về làm vợ rồi sao người vợ nào cũng nói nhiều quá. Em muốn gì? Bỏ đi chơi với người đàn ông khác, về đến nhà khuya lắc khuya lơ, chồng vẫn chịu đựng. Anh đặt chuyện. Anh nói đúng. Không đúng. Tôi không bao giờ tha thứ cho cô. Tôi có tội gì mà anh đòi không tha thứ? Cô nín đi. Nghe tôi nói nè. Trước mắt, để cô có thời gian suy nghĩ, chúng ta sẽ sống riêng mỗi người một nơi. Ngay sáng mai tôi sẽ nhờ luật sư. Cần gì cô cứ trao đổi với ông ấy trong khi chờ thủ tục ly thân. Chị ra. Thôi, tôi hiểu rồi. Tùy anh. Thằng Thịnh nghe lời xúi biểu của vợ nó, lấy hồ sơ nhà trong lúc chị đi Thái Lan, đem thế chấp ngân hàng cùng với mấy căn nhà của tụi nó. Chỉ có thằng Thịnh nó biết cái chỗ để chìa khóa tủ sắt ở trong phòng tôi. Từ Thái về cả năm trời, chỉ còn đủ ngày giờ để chặn đứng việc làm sai quấy của vợ chồng nó chứ. Mà tại sao chị không làm? Nếu như chú là đàn bà, hơn nữa nếu chú đã từng làm mẹ, chú sẽ không hỏi tôi câu hỏi đó. Người ta nói con hư là tại mẹ, còn chị thì sao? Cũng có cái câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chú hình dung thế nào về biển? Tôi không hiểu mà. Dễ quá mà. Mặt biển rộng nước luôn dâng tràn, còn đáy biển chú có thể gọi nơi đó là mồ, là cái túi chứa vô vàn sinh vật vừa nhỏ vừa lớn, vừa sống vừa chết, vừa tài nguyên vừa rác rưởi. Thơm tho bao nhiêu thì cũng tanh tưởi bấy nhiêu.
tôi hiểu rồi chị hai. Mưa trên trời mưa rơi thấm đất là để ấp ủ những mầm xanh. Từ lúc nhỏ nhoi đến ngày cây kia tăng trưởng xanh tươi cho đời ngọt mật. Còn nước còn sông còn người còn vất tình mẹ thương con. Còn mãi cao vời chất ngất di diệu thâm sâu bất diệt trong đời. Mưa xuống nắng lên hun hút một màu trời. Đêm đến chiều đi tàn đông tới ai có mặt nơi cõi đời không do bởi quyết mẹ tinh cha. Hạt bụi trong mình từ sỏi đá ngàn năm đâu phải vẫn dơ âm thầm trong lòng đất tôi. Đi hết dòng nối thân về cùng bụi cát mới nhận ra cái khoảng không vô biên vẫn vào dáng mối thân tình. Người sinh ra lớn lên bị cuốn hút vào cuộc sống, không cưỡng lại được dòng đời. Họ bị xô đẩy tất bật ngỡ nghiêng nổi chìm trong trần thế. Đến một lúc nào đó bất chợt nhìn thấy đoạn đường mình đã đi qua, giấc mình tỉnh ngộ mới thấy hết cái được thua mất còn sinh. Em nổi lên đến rà muôn kiếp con người, chẳng qua là gió cuốn bèo trôi sương khói mây trời. Chợt có đó chương ơi hạnh phúc bỗng hoàng không tuổi nhục đăng cay, kiếp dân thương yêu khổ ai đóa đài. Cuộc thế đổi thay bóng chiều mãi qua cửa sổ, muốn giận con tôi cất cớ hỏi vì sao mình nỡ giận cái phần đời một nửa. Khi chết đi mình còn gửi những trăng. Đồng ý là thương con, nhưng nghĩ như chị, liệu các con chị chúng có hiểu không? Nó chưa hiểu rồi có một ngày nó sẽ hiểu chú à. Bây giờ tôi nhờ chú đưa tôi vô nhà thương thăm quan. Thằng Thịnh với con Lê ly thân. Ở dưới quê chị xui tôi nghe tin chị buồn lắm. Chị hẹn lên trên này nói chuyện với tôi nè. Hai bên nội ngoại có chút mâu thuẫn từ lâu. Đám cưới tụi nó xong xui gia chưa gặp lại lần nào. Sao lạ quá vậy? Có gì đâu lạ. Sông kia bên bồi bên lở thì con nước nọ đêm ngày còn xuống còn lên, phải không? Lòng người sao khỏi chênh vênh, mưa chiều nắng sáng, hết buồn tên lại cười. Thứ ba, con khách hôm trước cùng các cô cậu bên nhà tới thăm. Đưa tất cả vô phòng khách lớn đó chờ tôi. Dạ. Tôi ra sân bay một lát, có gì chị cứ nói thằng Toàn gọi cho tôi. À, chú đi đi. Mọi người cứ ngồi. Gần một năm nay, chúng ta mới gặp lại nhau trong ngôi biệt thự này. Rất tiếc, ngày hôm nay là ngày kết thúc của công ty Lê Thịnh. Hai, ông Nguyễn đây, ông nói... Dạ, ma tha lỗi cho con. Cho đến giờ phút này, công ty đã hoàn toàn phá sản và đổi chủ rồi. Dạ thưa má, 6 tháng qua, con đã cố gắng hết sức. Nhưng mà, hình như trời đất không ủng hộ con nữa. Như vậy là, toàn bộ phần góp vốn của gia đình trong công ty liên danh với Xuyên Lục Địa đã bị tiêu tan hết rồi sao? Cô trả lời đi. Không có người chồng nào đối xử với vợ như anh vậy đó. Đúng ra là không có người chồng nào nhu nhược yếu hèn như tôi. Mẹ tôi nói không sai mà. Còn chú Tám hả? Còn hơn là nhà tiên tri nữa. Thưa má, không còn cách nào khác,
Con đành phải sang lại toàn bộ cổ phần của công ty cho ông Nguyễn đây để trả nợ cho gia đình. Chị Lê đã thông tin đúng đó thưa bà. Có điều vẫn chưa đủ. Cái nhà này cũng đã thuộc quyền sở hữu của công ty mới. Ngày mai vào lúc 9 giờ, ngân hàng bảo lãnh của chúng tôi chính thức xuống làm thủ tục. Tôi yêu cầu sự có mặt đầy đủ của các thành viên trong gia đình. Cái nhà này sao vậy hả má? Má đã cho riêng anh Thịnh và chị Lê mà má không hề bàn bạc với con và thằng Phát. Ai? Má hay anh chị hai đem cầm cố ngôi biệt thự này? Hồi nào? Không, không thể nào con tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình là sự thật. Anh làm anh, anh có thấy nhục không anh hai? Con bình tĩnh đi Phát. Toàn, anh Toàn gọi điện thoại cho chú Tám đi, nói ở nhà có chuyện là chú biết liền hả? Dạ. Má đã nói đi, gọi điện thoại cho chú Tám. Dạ. Má, má gọi chú Tám làm chi? Chú có giúp được gì đâu. Chị Lê, chúng tôi xin cảm ơn chị. Chính chị là một trong những nhân vật quan trọng đã trợ giúp đắc lực cho sự thành công của công ty. Tiếc thay, chị ta cũng là người mang đến sự nhục nhã, sự phá sản toàn bộ của một gia đình danh tiếng. Thôi má, điện thoại của chú Tám không liên lạc được. Nhưng mà... Alo? Phải, tôi đây. Hả? Anh nói cái gì? Được rồi nghe. Anh vui lòng nói lớn một chút được không? Tất cả đã được sắp xếp lại từ hôm qua, khi anh đang đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Tóm lại, những kế hoạch đề ra coi như là phá sản. Sao được? Làm như vậy là giết chết tôi bên này còn gì? Hả? Ai nói với sếp như vậy? Không đúng. Thôi thôi, vui lòng nói máy cho tôi nói chuyện với ông chủ đi. Chính ông chủ đã dặn tôi nói cho anh biết như vậy. Bây giờ tính sao? Ông số 2 đi đâu đó má hả? Vì sao mà mọi chuyện đều quyết định quá đột ngột như vậy? Không biết. Hỏi cái gì anh cũng không biết. Trước đây có bao giờ anh dám ăn nói với tôi như vậy? Alo? Alo? Ồ, chú, tôi tưởng không kịp rồi chứ. Biểu ông Toàn gọi chú, nó nói là... Điện thoại của tôi lúc đó đang bận. Ủa, có chuyện gì mà... À, chào Nguyễn, ông tới đây làm gì? Hả? Tất nhiên là tôi phải tới chứ còn ai. Bây giờ thì người nhà có thể thông báo cho ông đây biết rõ ràng chuyện ngôi nhà. Đúng ra thì ngôi nhà không còn là của chị tôi nữa. Vô lý quá! Làm sao con chịu nổi hả má? Phát, bình tĩnh nghe ông Nguyễn đây nói cho hết. Vì pháp lý, ngôi nhà này hiện giờ thuộc về tài sản của Xuyên Lục Địa, mà đại diện duy nhất ở đây là tôi. Quý vị muốn gì cứ nhờ luật sư can thiệp. Lừa đảo một phụ nữ, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chồng cô ta để mưu cầu lợi riêng, sang đoạt tài sản được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của một đại gia đình. Đồ chó má! Chửi rủa càng vô ích. Các người hãy xem đây là hồ sơ giấy tờ chủ quyền nhà, còn đây các giấy vay nợ với chữ ký rành rành. Ông bà Thịnh Lê thế chấp ba ngôi biệt thự, hai của ông bà và một của bác đây. 8 tháng nay vốn lãi đều thể hạn, cuối cùng vì bảo vệ danh dự Lê Thịnh, công ty đã phải xuất tiền trả nợ cho ông đây. Giữ uy tín cá nhân đồng thời bảo vệ công ty là trách nhiệm. Vậy là biệt thự này kể từ hôm nay sẽ được giao lại cho một người mang quốc tịch Việt quản lý, kiêm cả việc điều hành bộ máy kinh doanh. Ông Nguyễn à, ông vui lòng cho tôi xem tất cả giấy tờ. Vì sao tôi lại phải trình với ông? Ông nhân danh ai, xem để làm gì? Để xem ai là đại diện của Xuyên Lục Địa tại nơi đây. Ông Robert Hân, ông làm gì ở đây? À, xin giới thiệu, Robert Hân, phó giám đốc chi nhánh công ty Xuyên Lục Địa tại Việt Nam, phụ trách nội bộ. Anh Toàn, vậy ra... Xin lỗi, ông Nguyễn lầm rồi.
Tôi tới đây với tư cách là người đại diện duy nhất của chi nhánh công ty xuyên lục địa tại Việt Nam. Hả? Chị ra là anh à? Xin được giới thiệu với anh Nguyễn. Ông đây là ông số 2 từ Mỹ sang, tới cùng ngày với đoàn thanh tra của công ty. Ông chủ. Tụi con có nghe lầm không? Chú Tám, mấy đứa để yên nghe ông Nguyễn nói hết. Mọi việc quá bất ngờ, phải nói là đặc biệt hy hữu nữa. Tuy vậy không sao, tôi đã được thông báo đầy đủ cách đây 20 phút. Tôi muốn biết thời gian bàn giao. Ông giao toàn bộ cho anh Hân vào sáng mai tại văn phòng đại diện. Thưa viên. Như vậy là sao? Chú Tám, tôi không hiểu gì hết á. Ông Nguyễn đây làm đại diện tại Việt Nam quá lâu, lòng tham khiến ông chủ quan. Ông đã dùng tiền bạc tài sản của công ty thực hiện những việc làm mờ ám, đem lợi riêng về cho mình. Nhưng còn chú Tám thì sao? Cái công ty mà mẹ kể cho con với anh Toàn là công ty của chú Tám à? Chú Tám của các con á là một trong những thành viên quan trọng ẩn mặt trong hội đồng quản trị, cho nên cái ông Anthony Nguyễn này ở đây đó, ông không có hề biết. Mẹ, con không ngờ. Làm thân đàn bà chồng chết sớm, dấn thân vào con đường làm ăn buôn bán. Mẹ tự hứa với mình là buôn ngay bán thật, không hại người, nhưng cũng không có để cho người hại mình. Con Nguyễn đây còn trẻ, cho nên háo thắng tự phụ là lẽ đương nhiên. Cậu đi học Tây U trở về, định ăn hiếp bà già này ha. Cậu quên cái câu tục ngữ Việt Nam: cha nó lú còn chú nó khôn. Hơn nữa cậu chỉ là người ngoại quốc trên giấy tờ thôi, chứ còn cái khuôn mặt nước da cậu vẫn là người Việt mà. Con người khôn phải biết ngó trước ngó sau, ăn coi nồi ngồi coi hướng, sao mà mai đây còn có chỗ về chứ, phải không? Tôi thưa bà. Anh Hân, anh đi làm những gì tôi đã căn dặn. Đừng quên là anh có bổn phận phải giải thích nếu anh Nguyễn yêu cầu nha. Thưa dân, tôi không dám làm mất thì giờ. Chào bà, chào ông chủ. Thưa ông, tôi có thể nào tìm được cơ hội làm lại từ đầu? Chén nước đổ rồi, khó mà hốt lại như xưa. Anh cần thời gian sửa chữa sai lầm. Nếu không nghĩ tới công sức của anh từ trước, công ty sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Tôi hiểu. Cảm ơn ông. Mọi việc cứ như từ trên trời rơi xuống. Chú Tám, con thật sự không hiểu gì hết á. Chú Tám, má, con thấy xấu hổ cho mình, xin mọi người tha lỗi cho con. Vợ Thịnh, con ở đó, mới có xong chuyện ở ngoài, con phải giải quyết chuyện gia đình nữa, chứ chưa chi mà con tính con bỏ đi thì sao được. Con nghi lắm mà. Thằng Phát nó nói với con á, lạ lùng khi thấy chú Tám vừa hăng hái tham gia ý kiến, vừa có vẻ như không tham dự gì hết vào công việc của nhà mình. Ở đời nói thật người không tin, nói dối thì mất uy tín. Đi ra làm ăn chú quan niệm điều thật hãy khoan nói, mà phải từ từ chứng minh bằng công việc cụ thể. Chú Tám mấy đứa nói không sai, sự dối trá trước sau gì cũng bị phát hiện à. Trước tiên tôi có thể nói cho mọi người yên tâm là cái nhà này sẽ không bị phát mãi. Chú Tám nói vì hồ sơ đứng vai không phải là chữ ký thật của người chủ sở hữu là chị Hai, phần tài sản của Lê Thịnh đương nhiên phải chịu mất, nhưng Thịnh và cháu Lê vẫn được mời tiếp tục làm việc cho công ty. Hai cháu có 5% cổ phần của chú nhận lại, nhưng phải có điều kiện. Cả hai phải chủ động rút đơn ly dị, xóa bỏ tình trạng ly thân hiện nay. Thưa má, thưa chú, con cố gắng làm lại từ đầu. Chỉ xin chú đừng giao cho con chuyện kinh doanh trực tiếp. Con biết con không có khả năng đó,
nhưng con cũng không đủ nghị lực để nói không. Vì tự ái một người đàn ông không cho phép. Mẹ, chú, lòng vị tha cao cả của chú và sự lặng im nhẫn nại của mẹ chồng con đã gieo vào tâm trí u ám rồi bời của con về ý thức và bổn phận. Tình thương lẫn trách nhiệm sự nhiêu dung của bậc sinh thành như nước trên nguồn tuôn về biển cả một cho đi không trả lại bao giờ. Thương trường đã xây tận hồn con những ngọn roi rơm máu của đời. Đã được sinh thành một lần nữa, nói mấy cho vừa nỗi xúc động trong con. Má ơi, má đã từng dạy bảo rằng chơi cùng đứa dại nên bày dại, kết được người khôn học nên khôn. Nhưng ra đối mặt với đời chưa chi con đã siêu hồn bạc vía trước miệng thầm trần ai bảo lũ sống dồn. Thưa má, thưa chú Tám, trước mặt gia đình con thấy mình hoàn toàn nhỏ bé, ăn chưa no, lo chưa tới, mà lúc nào con cũng đương đương tự đắc, làm khổ mẹ, khổ chú. Má con nguyện với đất trời là khi nào mà chú Tám đồng ý nghe lời thỉnh cầu của má, chịu trở về nước lần này để cứu các con, dạy dỗ các con thêm một bài học nghĩa nhân khôn dạy ở đời. Má sẽ giao hết đất đai tài sản còn lại cho mấy đứa, rồi má về ngôi chùa của gia đình để lo tu tâm dưỡng tánh. Má ơi, má đừng. Bây giờ tụi con hiểu rồi. Con với anh Toàn chỉ cần có má thôi. Má, má còn giận chúng con sao? Lê à, má muốn con hứa với má, từ đây con sẽ không còn hờn trách cha mẹ ruột của con nữa, mà con phải mở lòng ra lo tròn câu hiếu đạo với người đã sinh thành, đã cho mình xương thịt. Người lớn có lầm lỗi gì đi nữa thế cũng là phần lỗi của riêng họ với đất trời. Phận làm con không được một lời nặng nhẹ với quyền đường, tội bất hiếu phải mang ơn dưỡng dục nghĩa cù lao. Thịnh hứa như vậy á, mẹ tin con. Hai đứa đi rước quan thảo về đi con. Dạ. Thưa chú, con ân hận đã làm cho gia đình lắm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan đầy khó khăn nguy hiểm. Lớn đầu sắp có vợ đến nơi mà chẳng nên thân làm cho mẹ lo. Lỗi của con không phải lêu lỏng bê tha hay quên cội lìa nguồn, nhưng cũng chẳng phải lầm lỡ bình thường để cúi đầu xin mẹ thứ tha. Con hiểu những ưu tư đang dằn vặt trong cõi lòng của mẹ, mấy mươi năm cơm ăn áo mặc trường lớp học hành đảo tế nạn tay, sao con không để tâm lo
Mẹ ơi, giờ đây con chỉ muốn ôm mẹ. Cổng mẹ chạy khắp cùng chân trời góc biển để nói với mọi người: bà con ơi, đừng ai chối từ, quên bỏ hoặc hững hờ quay lưng với mẹ, dù vô tình hay cố ý, bởi mẹ là người duy nhất mà từ thuở lọt lòng cho đến ngày lìa dương thế. Mỗi chúng ta chỉ có được ngày một lần, mẹ cha là trời là đất, vừa bao la cũng vừa lại thật gần. Con chợt chơ câu thơ kiều, thương nguyện vô đau nỗi đau trần thế, giật mình thương mình xót xa. Con chỉ mới tưởng tượng lỡ mẹ không còn trên cõi đời này, con hốt hoảng trên sông lưng con mồ hôi nhỏ giọt. Vậy mà khi có mẹ kề bên, con đã trót vô tâm gây cho mẹ khổ sầu. Phát toàn, có một thương trường nơi con người sát phạt nhau, giành mua giật bán. Nhưng hai con đã đừng quên cất giữa trái tim mình một ngôi trường tình thương. Đó là cái tâm thiện giúp con người sống tốt đẹp với nhau. Ngày nào nghiệp nấy, rốt lại thì cũng là quan hệ giữa con người. Làm cho một người vui, cả gia đình họ an vui. Gây cho một người khổ buồn, gia môn quyến thuộc của họ không bao giờ quên được. Sống một ngày nói vạn lời ân, sống một năm học ngàn tiếng nghĩa. Làm trai nết nũ trong phương, trước tiên hiếu đạo luân thường tiếp sau. Nuôi con khổ nhọc giường bao, trưởng thành nhân nghĩa phải giữ sao cho vẹn toàn. Phước đức lắm đó chị hai à, chỉ còn đó tôi còn đây, lỗ tai đành rành nghe lời thôn tiên thào. Tội cho ai sống sờ sờ quơ cha bỏ mẹ, gặp ước đường cùng đồ sân hận khôn nguôi. Thôi hai đứa đi lo công chuyện của tụi con đi. Mà rồi Toàn Phát nè, năm nay phải dứt khoát cái chuyện vợ con của tụi con mới được á nha. Long bông hoài sự nghiệp cũng khó giữ yên hả con? Ủa bộ có sẵn rồi sao mà nghe chị nói ngon ngơ vậy? Để người ta chờ đợi mấy năm rồi chứ có ít đâu. Hai con gái của anh Chính Thật ở Lê Dung á. Mà không biết chú Tám mấy đứa nó còn nhớ hay không. Anh Chính, Chính Thật Lê Dung. À Hùng nuôi cá bè với anh hai còn xin tiền phải không? Công nhận nha, trí nhớ của chú Tám hết sảy luôn đó. Mấy chục năm rồi mà chú... Người tốt mà chị, tôi nhớ dai lắm. Còn kẻ xấu thì sao chú? Để ông trời nhớ nó, mình khỏi cần con à. Thôi thôi, hai đứa coi lo đi cho sớm đi con. Má, chiều nay con với anh Toàn về đưa má với chú Tám đi Trảng Bàn ăn bánh canh nha. Đúng vậy, ngon lắm đó má ơi. Chú coi đó, chồng ngông cái đầu hết rồi mà còn... Hai đứa này nó chưa chịu xa chị đâu.